Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Ok, trận này gặp bạn Sữa là fan ở trên kênh Game Today. Xin chào bạn Sữa nha. Hộp ma thuật à, ok. Trong cái trận đấu này ở truyền thuyết ấy, nó có cái con rồng 5 đô. Đấy, mà nó lại cho tôi con Heaven Bomber sớm, lên được 2 sao, chính vì thế là có thể là tôi sẽ hướng đến bắn trưởng. Trận này mặc dù chơi Witcher cũng khá là ngon đấy. Chơi Witcher trận này là có chúa quỷ, chúa quỷ rồi có cả Lancer. Đấy, 6 Glacier Witcher cũng khá là ngoài hơi là khỏe, nhưng mà bài nó cho bắn trưởng rồi thì thôi, cứ chơi đi. Đấy, đồ ngon luôn này, Blink này, quá tuyệt vời. Thiếu một con Skybreaker thôi là chúng ta sẽ có cái bộ mech và sẽ có cái, những cái lượt free roll. Sau đó là chúng ta sẽ kiếm những cái con mết, con rồng. Ui, thôi, gen thôi. Gen tiếp. Ok, đây, như này mạnh hơn này. Trận này có cả sát thủ khá là khỏe đấy, sát thủ có 2 con 5 đô. Nhưng mà thôi, lấy đồ bắn trưởng rồi anh em ạ. Lấy đồ bắn trưởng, tôi muốn đánh chuỗi thắng, tôi tí nữa tôi cũng sẽ đổi sang đồ bắn trưởng thôi. Bây giờ không đổi sang đồ đánh tay để mua ốc xong rồi chơi assassin được nữa rồi. Chót rồi thôi. Thắng được không? Ok. Ok, tưởng thua. Thấy con sâu nó đẻ nhiều hơi sợ. Ok. Ây da, không ra con mết nào nhỉ? Ra con này thì chúng ta có thể chơi Greater này. Ok. Greater bắn trưởng à? Greater bắn trưởng, trận này có thể dồn đồ cho con Light Spirit. Dạ, late game kết hợp với Greater. Berlin thì tí nữa có thể cho Dominator. Nhưng mà Greater cái thời điểm hiện tại ấy, nó hơi đuối anh em ạ. Mặc dù là sau update cũng bóp khá nhiều cho Greater ấy, nhưng mà trận này tôi sợ là Greater gặp Lâm Rồng thì khá là sợ. Nếu mà có người chơi Lâm Rồng, thường những cái trận đấu mà có Lâm Rồng thì tôi vẫn chơi Lâm Rồng. Đấy, bộ Lâm Rồng nó gần như nó chả sợ cái bộ nào cả. Chắc là sợ 6 cá thôi đúng không? Lâm Rồng nếu mà biết xếp thì cũng không sợ 6 cá lắm đâu. Theo tôi thì Lâm Rồng nó chỉ sợ 6 cá Lancer 2 thôi. Lancer 2 sao 6 cá thì hơi sợ một tí. Còn những cái bộ khác thì nói chung là cũng không sợ lắm. Mà đặc biệt là cái bộ Witcher, nếu mà trận này có Witcher mà chơi Lâm Rồng thì nó quá tuyệt vời luôn. Nếu mà chơi Greater thì lại rất sợ Witcher, mãi không úp được cái lồng xuống. Có khi nhiều lúc nhá là chưa kịp úp lồng thì đã bị đấm chết rồi. Đấm chết hết quân rồi chưa kịp tung trưởng. Cái bộ Greater này nó mạnh ở cái úp lồng thôi. Trận này có khi nào có Warrior hay là God. Đây có thể là God đấy. Có thể sẽ là God. Tôi nghĩ là trận này tôi cũng sẽ không chơi Greater đâu. Mặc dù là ra Dominator sớm nhưng mà ở trong cái bảng truyền thuyết này có quá nhiều thứ để counter và Greater anh em ạ. Quá nhiều thứ. Chỉ lấy ví dụ như nếu mà có thằng nào chơi Sin thôi là cũng đã sợ rồi. Đấy, Assassin 9 Sin hay là chơi bắn trưởng giống như là tôi thì tôi cũng khá là sợ nếu mà chơi Greater. Đấy, và như vừa nãy đã chia sẻ là cả cái bộ Witcher là cũng rất sợ. Mặc dù trận này không có Shaman, không có Shaman, nhưng mà còn một cái bộ nữa mà cái bộ Greater này khá sợ ở trong cái trận đấu này. Đấy là cái bộ Feather 9 lẻ đấy anh em. Trận này không biết có ai chơi 9 lẻ không. Sợ phết đấy anh em ạ. Cái bộ 9 lẻ ở trong truyền thuyết nó có tới 2 con 5 đô. Đấy là cái con Saling và con Squire. Nên là nếu mà có người chơi 9 lẻ thì trận này cũng không chơi Greater đâu. Greater sợ lắm. Greater nó sẽ ăn được những cái bộ, ví dụ bộ Beat. Bộ Beat là ăn được. Mà có khi chỉ có mỗi Beat thôi ấy.
Glacier nữa, Glacier. Còn Warrior thì cũng sợ nhá. Chín lé cũng sợ, Shaman cũng sợ. Năm rồng 9 mét cũng sợ luôn. Đấy, Assassin cũng sợ, sợ rất nhiều line up. Ăn được thì chắc là chỉ ăn được có thể ăn Beast này, ăn Glacier, ăn Hunter. Hunter thì cũng chưa chắc, tùy. Hunter mà xếp bài khéo thì cũng không sợ đâu. Súng mà đứng một mình một góc bắn thì vô tư. Ra ngựa ở round 8, ra thêm cả Velom nữa. Chơi Human à. Con ngựa này ra sớm nhưng mà lại không có kết hợp được với bộ ngựa. Với cả đồ ấy, cái quan trọng là đồ bây giờ nó không phải là cái đồ dành cho con ngựa nên là thôi. Chắc là thôi anh em ạ. Tôi có lẽ tôi sẽ form về cái bộ mết sớm thôi, chứ còn không nhảy qua Clyde đâu. Vớ vẩn ra này, thua này. Được không? Được. Vừa đưa tơ 3 con cơ mà. Ok, tôi level 6 rồi. Vậy là chúng ta đã có chuỗi. Già, ui giời mẹ. Vãi đái, chọn đúng lên văn minh rồi anh em ạ. Có phải không? Cũng 3 human này. Nhưng mà mới có 2 dòng. Chưa được. Vẫn phải chơi Gator. Bây giờ cầu trời khấn Phật ra thêm con rồng nữa. Ra thêm con rồng nữa thôi là chúng ta khá là mạnh rồi đấy. Một con rồng nữa là cho 3 rồng kẹp với cả 3 mét vào. 3 rồng 3 mét kẹp với cả Heaven Bomber. Trận này hơi đen là không ra được con Skybreaker anh em ạ. Nên là tôi không có cái Free Roll. Mặc dù là bài khá là mạnh ấy. Mà đáng tiếc là không có cái Free Roll để kiếm được những cái con bài cần thiết trong cái bộ Human sớm. Ok. Round này chúng ta sẽ kiếm Human thôi. Kiếm sách. Bán cái này đi không? Bán con Dominator đi thì có 20 tiền nhưng mà rao sau thì chơi cái gì? Rao sau thì lại không có cái gì mà chơi. Predator vẫn là chân ái ở giữ chuỗi. Thôi bán cái con này đi vậy. Để xem ra 11 gặp ai nào. Tôi nhớ là có một thằng Echo chưa gặp thì phải. Đúng không? Đúng rồi. Camon chưa gặp. Camon yếu. Camon yếu nên là cái round sau là chúng ta có thể kiếm được sách tiếp đấy. Ok. Xung kích này. Được. Bắn trưởng thì lấy cái này ngon. Cái round này mà bán con Dominator là có 30 tiền luôn này. Có lên chơi thế không nhỉ? Chơi thế thì round sau không có con gì cho vào. Lên 7 roll human luôn à? Trên này tôi nghĩ là cũng khó để có thể mà lên được 12. Chơi tiết kiệm sắc lên 11 thôi. Bài này cũng không phải bài human. Mới ra có 3 con không có flame. Nếu mà ra flame sớm lên 2 sao hoặc là ra Agali sớm lên 2 sao thì may ra. Tầm này cũng chưa chắc đâu. Tốt nhất là nên tiết kiệm sách chứ đừng có cắn vội. Không tí nữa không lên được 11 thì toang. Nếu mà đã xác định chơi 5 rồng thì xác định là phải lên 11. Ít nhất là lên 11. Lên 10 chưa chắc đã ăn thua. Đánh ở level 10 có con rớt thì mới ăn thua. Còn không có rớt thì đội hình nó phải ở level 11. Ok, 3 dòng này. Này được không? Ổn đấy chứ. Tầm này roll luôn hay là tiết kiệm nhỉ? Roll bây giờ thì kiếm thêm con mết nữa. Nhưng mà một sao tôi nghĩ có lẽ là không lên. Chúng ta giữ cái con Heaven Bomber ngon hơn. Heaven Bomber đằng nào cũng 2 sao rồi. Bây giờ vào thay chỉ thay bằng Heaven Bomber thôi. Chứ còn chả thay bằng con nào cả. Thôi cầu trời khấn Phật cho giữ chuỗi.
Thằng này cũng mạnh này. Cũng 3 dòng rồi. Flame 2 sao. Ủa, Vũ vẫn thua không? May quá, giết con Flame rồi. Thế thì có thể ăn được. Và chúng ta có một quyển sách nữa. Ui rồi ui, quá tuyệt vời luôn. Tự nhiên lại lên được cái con Sailing lên được 2 sao. Thế thì ok quá nhờ. Tầm này vớ vẩn lại đánh được Human đấy. Rèn cái xích ở đi. Kiếm cái đồ tăng mana nhanh. Hay là cái trượng phép và tung trưởng cho nó khỏe. Đây rồi, tinh thể mana là được. Ok được đấy. Để xem nào. Round 13 rồi. Cố đi, sau round 15 rồi tính. Dù sao rồi, bây giờ tôi cũng có hai con 2 sao rồi. Gặp gặp hên hên gặp từ cái thằng Ami kia trở xuống thì chắc tôi nghĩ vẫn ăn được. Ami vẫn ăn được thôi. Mấy thằng TB2 thì hơi sợ. Thằng top 2 thì có con AM kê phía trên thì cũng hơi sợ. À rồi, gặp luôn ạ. Ui may quá, rồng của tôi đã bớ con AM. Đã búng cái trời bớ vào. Ngon. Thế thì ăn được. Đấy, mỗi round chiến thắng là chúng ta có quyển sách. Tiết kiệm một chút là chúng ta chắc chắn lên được 11 rồi. Cũng không cần phải 6 human làm gì cả. Tầm này đánh cho thêm human vào thì nó cũng phải lên level 10. Level 9 6m kết hợp với 6 human. Nhưng mà lại không có 5 rồng. Thường thì lên level 9 là kẹp 5 rồng luôn. 5 rồng 6m luôn chứ chả ai chơi kẹp human nữa. Human 6, human sớm thì còn chơi. Giờ tôi nghĩ là muộn rồi. Rồi tiết kiệm sách rồi không cắn đâu. Để dành. Hy vọng là round này gặp cái thằng nó nhẹ ký một tí. Bây giờ cái con Heaven Bomber 2 sao và con rồng 2 sao đang gánh kèo đấy. Con già thì quẹt trưởng hơi lâu. Bây giờ cho Blink già thì tôi nghĩ là rất là dễ bị chết. Nên thôi kệ. Blink già dễ bị bất bài lắm. Fallen Witcher 2 sao đây này. Thằng này ăn nổi không? Có cả gấu, có súng, các kiểu. Ồ. Chứ đâu con gấu chói con Heaven rồi. Vẫn kịp tung trưởng. Hay quá nhở. Thế thì tôi lại giữ được chuối. Ờ. Giữ được chuối. Có sách luôn. Round 15 lại có một cuốn nữa. Quá tuyệt vời. Và bây giờ lên 8 thì cũng chả có con gì nhét vào nhỉ. Bây giờ lên 8 thì chỉ có thêm 1 mét thôi. Thêm 1 mét vào để chơi 6 mét. Kiếm thêm 1 con mét nữa. Ơ thằng kia nó cứ sang soi tôi nhỉ anh em nhỉ. Soi gì đấy? Thằng này là thằng Glacier. Nó chơi Glacier sang soi. Glacier liệu rằng có thể ăn được cái bộ này không? Tôi nghĩ là tầm này thì chưa ăn được đâu. Glacier late game thì có cửa. Đủ đồ cho Velomancer hay là đủ đồ cho con Lancer. Trên này chỉ sợ có thằng nó ra Lancer ấy, chơi 5 rồng 9m. Nó khá sợ con Lancer. Đây rồi. Rồi lên 8 rồi. Kiếm ra 2 cái nha. Ui dồi ôi. Mẹ già. Ui cả 5 rồng luôn ạ. Thế ok rồi đấy. Ngon luôn. Đủ bộ 5 rồng luôn. 5 rồng 3m vậy. Vẫn khỏe. Vào phát là phọt trưởng luôn rồi. Tất cả đội hình phọt trưởng. Ok. Tầm này cũng không cần cái Blink nữa. Rèn cái Blink này à. Xem nào. Được. Đấy, thêm cái viên ngọc này cho cái con rồng nó trâu máu một tí. Phía trên nó đang hơi mỏng. Nhưng mà như này thì lại không có ấy à, không có human à. Thế thì hơi yếu nhỉ. Cái vấn đề là tôi cần phải có sách. Tôi cần phải có sách. Chắc là round sau lại liều liều tí lại cho human vào. Hay là lên 9 đủ tiền không?
Lên 9 thì cần phải tích một round nữa. Round nữa mới lên 9 được. Liều một round cho human vào. Có lên nhiều không nhỉ? Thực ra đây là một cái đội hình mà vào phát là tung trưởng luôn, thì nhiều khi con già nó tung trưởng ấy, sau khi tung trưởng xong nó có một xíu máu ấy thì nó cần có cái xe quạt của cái con Thunder để nó kết liễu đấy, kiểu thế. Bây giờ bỏ con Thunder ra tự nhiên lại thiếu đam. Đây nó mới chỉ là 3 mét thôi anh em ạ. Này không biết là có ăn thua không. Tức là chúng ta thiếu một cái xe quạt ấy. Mà thôi tham đi. Tham chút để chúng ta có thể lên được 11 sớm. Tôi trận này tôi cũng không có nhu cầu lên 12 đâu, 11 thôi. Mà phải những cái round như thế này ấy, là phải có được sắc thì mới lên được 11. Rồi. Với quyển sách rất là tiết kiệm rồi, chưa dùng một quyển nào luôn. Lên level 9 là 6m kết hợp với 5 rồng. Lên level 9 tức là ra 21. 21 là tôi nghĩ là tôi sẽ đủ 11 quyển sách rồi. Là chúng ta có thể chuyển bài được, không cần phải cho human vào nữa. Còn tầm này tôi nghĩ là vẫn phải để human vào để kiếm sách ấy. Nếu không thì tí nữa ấy, sau round 20 là không kiếm được sách đâu. Còn nó đã mạnh lên rồi. Và chúng ta cũng sẽ phải form cái đội hình nó chuẩn mạnh. Như sách giáo khoa là một là 6m kết hợp với cả 4 đá, hai là 5 rồng kết hợp với cả 6m thôi. Đánh ở level 9 không có chuyển sang cái bộ khác làm gì cả. Ui thằng này đi rồi á. Ừ vãi đái. Đi nhưng mà không mang cái gì sang ạ. 6 trang bị không rơi cái trang bị nào sang đây luôn. Thề. Đen thật. Kể ra vứt một cái đồ nhỏ nhỏ thôi cũng được. Vứt một cái đồ nhỏ nhỏ tôi đủ cái đồ tôi rèn cái đồ tím. Trận này cái thằng top 3 trông giống như là assassin vậy. Đúng thật. Khả năng nó sẽ là assassin đấy. Chứ không phải là hunter đâu. Assassin kẹp với Fallen à, đánh nếu mà thế thì đánh fake à. Cũng đáng gườm đấy. Nó không phải là cái bộ Witcher mà nó lại là cái bộ 9 sin. 9 sin có thể chuyển sang 9 cá à 6 cá một cách rất là dễ dàng để mà đánh với cả cái bộ này. Khó nhỉ. Chơi nếu nói chung là gặp mấy cái bộ fake thì họ sẽ chuyển rất là dễ thôi. Nhưng mà tôi cũng chả sợ. Chắc gì nữa form kịp. Tôi xanh như này, trận này tôi đẩy nhanh lắm anh em ạ. Đây này anh em nhìn thấy không? Đấy, cũng sắp đi rồi này. Già nó ra sớm, già 2 ra sớm. Form được 5 dòng sớm, đẩy cực kỳ kinh khủng luôn. Đấy, thế này là round 21 là lên được 9. Kẹp thêm một cái con mết vào nữa là xong. 6 mết. Chưa đủ nhỉ? Chưa đủ mết thì thôi kẹp thêm con Phantom Queen cũng được. Nếu mà đủ 6 mết thì là ngon nhất. Kẹp Phantom Queen kẹp với Storm Shaman thôi. Doom thì từ từ đã, đánh với cái nhà God mới cần. Thật sự trận này ấy, nếu mà nói là sợ mấy cái nhà fake kẹp với cả 6 cá thì tôi cũng chả sợ đâu. Chắc gì họ đã phong kịp đúng không? Khó. Trận này tôi đã xanh rồi, tôi có chuôi nhưng mà tôi lại không tham sách. Đấy, tôi không tham 6 human. Tôi form về cái đội hình mạnh nhất luôn. Nên là bây giờ nếu mà tôi form về 5 rồng 6 mét thì rõ ràng nó là mạnh từ round 21 đến round 26 luôn. Cũng chẳng ngán thế nào cả. Còn bây giờ đông như này thì có dám là kẹp cá vào không? Kẹp 6 cá chắc chắn là không. Không thể nào mà dám là bây giờ chơi kiểu Fallen Witcher kẹp 6 cá ở thời điểm hiện tại được. Rất yếu. Ít ra là phải roll được con Fallen Witcher đến 3 sao thì lúc đấy mới tính đến cái công việc là kẹp 6 cá. Hoặc là chỉ ít là đến cái giai đoạn solo. Chứ tầm này đông như này thì vẫn chưa được đâu. Thoải mái đi. Rồi tôi chỉ cần 2 round nữa thôi. 2 round chiến thắng nữa thôi. Là chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ có cái
level 11. Này đổi đồ tím thì hơi phí nhỉ. Đổi đồ tím thì chúng ta chỉ còn có 3 đồ đó. Thôi đổi một đồ đó. Ok, tiết kiệm tí anh em ạ. Tôi không muốn vứt những cái đồ bắn trưởng đi nhiều quá. Trận này cũng có 5 rồng này. Ui thằng này 5 rồng kẹp với Doom 2 sao hả? Nhưng mà vô tư bạn ơi. Con Doom là vừa Doom với con gì nhỉ? Ok. Được đấy. Tự nhiên lại rơi đồ ra. Ngon, vừa lấy không có đồ, giờ lại có đồ. Rồi, rồi, up dần lên 9 thôi anh em ạ. Tập này mạnh lắm rồi. Xem nào. Ừ, cái giáp này cũng được luôn. Nên là tôi cũng sẽ không có rèn nữa. Cái giáp đấy làm gì? Chống Doom anh em ạ. Chơi 5 rồng mà chơi với cả nhà 5 rồng khác ấy. Anh em thấy là nhà sữa vừa có con Doom 2 sao đấy. Là nếu mà chơi với một cái nhà 5 rồng khác thì lấy cái giáp blue là cực kỳ ngon. Giáp blue sẽ chống cái việc bị Doom. Nó già sẽ thoải mái tung trưởng. Rồi một round nữa là thôi là chúng ta chắc chắn là lên được 11. Đấy, còn lên được level 12 không thì không biết. Mà cứ tiết kiệm lên được 11 cái đã là tính. Assassin này. Ủa, bớ đúng rồi chứ con già. Vãi cứt. Già tôi không tung được trưởng rồi này. Ôi giời ơi. Sao lại đúng người thế nhỉ? Đúng người đúng thời điểm thế. Hiến cái chuỗi này cho cái thằng sợ nhất ạ. Cái thằng Assassin fake kèm với Fallen. Tí nữa solo lên game với thằng đấy đi chết đấy. Cay thật. Đúng người đúng thời điểm đấy. Đúng rồi cái round 22 ạ. Chứ còn sang round 23 chắc chắn là tôi lên level 11 thì tôi cũng không sợ đâu. Tôi kẹp thêm Doom mà tôi không sợ đâu. Nhưng mà ai ngờ nó lại gặp sớm đến như vậy. Không thể tin được. Mà cái con giả của tôi ấy, cái round vừa rồi là không tung được trưởng. Nó bị bớ vào. Bị con Fallen Witcher nó bay vào nó đập cho một phát. Thế là coi như là mất tụ luôn. Con rồng của tôi nó búp thì là mất cái tụ trưởng. Bắn nó không có được bao nhiêu máu cả. Hơi đen. Nhưng mà bây giờ rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ cho con già sang phía bên tay phải anh em ạ. Ok luôn. Chuyện này nhìn thế thôi nhưng mà khó mà có thể lên được level 12. Khó lắm. Bây giờ chỉ mỗi round chỉ ăn được một quyển sách là may mắn lắm rồi. Vớ vẩn là còn thua, đánh chịu thua luôn ý. Không biết con già này nếu mà lé sang phía bên này có làm lên cơm cháo thì không. Chưa để bên kia thì là thua là rõ. Còn bên này nó không bớ linh được vào người con già thì tôi nghĩ là vẫn có thể đấm được. Warrior vô tư. Warrior thì vô tư. Ra là cả chúa quỷ rồi kìa. Ê á, thế đau. Không, nhưng mà tôi già vẫn bắn trưởng được mà. Không sợ. Nói chung là nhà mết lại gặp Warrior thì thoải mái đi. Chỉ sợ ra Lancer với kẹp cá vào thì hơi ngán một chút thôi. Chuyện này nó không có cái con cá lồng ấy để đánh với mấy cái thằng kiểu như Lancer. Nên là tôi nghĩ là tôi sẽ phải giết tiêu diệt cái thằng đó sớm đấy. Nguy hiểm. Còn cái thằng mà nuôi Witcher, Fallen Witcher lên 3 sao tôi lại không ngán lắm. Nói thật là như thế. Không sợ lắm đâu, 5 rồng còn có sợ đâu mà. Vào tí nữa con Doom một phát vào con Fallen là thôi xong. Doom Fallen xong mà nếu mà tỉnh dậy thì đồng đội chết hết rồi. Không kịp hóa. Con này nó mạnh nhất ở cái hóa hình thôi. Nó hóa mấy con 3 sao ấy xong rồi phun đồ đánh nó sợ chứ còn. Nếu mà chúng ta dồn đam thật là mạnh thì nó tung trưởng phát chết hết thì cũng không sợ. Ok, có nên rèn được cái món đồ kia không nhỉ? Khá nhiều đồ rác. Rèn được một cái món đồ tím thì ngon. Hai món nữa. Vứt cái này đi à. Ok, một món nữa đây. Rồi. Tôi nghĩ là sẽ phải đổi đồ tím rồi. Sick. Ok. Sick này cũng hợp.
khống chế đối thủ này, rồi tăng sát thương phép cho con già. Mấy con rồng điên thế nhở, chưa con nào lên được 2 sao ạ. Trong cái lúc đấy thì tôi sẽ tìm những con rồng 2 sao và tôi sẽ kiếm luôn mấy cái con human anh em nhé. Kiếm luôn human để cái đao quái chúng ta cho vào, chúng ta kiếm sách. Hy vọng là lên được level 12 tối thượng. Ở đây chính ra cái bộ này nhá, để như này nó cũng khá là khỏe đấy anh em ạ. Để như này không cần phải 5 rồng 9 mét đâu. Ở level 11 như này là khá khỏe rồi. Đấy rồi, lé với chúng tôi, lé với chúng tôi, dồn đồ cho cây à. Cây rút một phát gần hết máu rồi, quẹt lần thứ hai là chết. Chắc chắn là cái điều đấy luôn. Và nói chung là đội hình đấy thì nó cũng đi dần đó. 6m. Lên lủi level 12 không đây? Vẫn thiếu một con human. Từ giờ đến round 30 sẽ kiếm thêm một con nữa. Đây rồi, rồng 5 đô này. Thay cho rồng mập hay rồng Exit đây. Tôi nghĩ là thôi, con Exit bỏ đi. Không có tác dụng nhiều lắm ở trong cái đội hình này. Chính ra con rồng mập ấy, nó có khả năng khống chế cái con co của địch cũng khỏe. Giữ lại hợp lý hơn. Cái chiêu của con rồng mập ấy nó bắn xuyên qua BKB luôn. Tức là nếu mà có bật cái BKB lên ấy thì nó chỉ không bị mất máu thôi, chứ còn nó vẫn dính cái hiệu ứng đánh chậm. Khá là khó chịu ấy, giảm 70% cái tốc độ đánh tay. Trông lại con đường mà lên 12 có vẻ khá là gian lan đấy. Bây giờ mình có 8 quyển thôi, 4 quyển sách thôi, vẫn thiếu rất nhiều. Thôi, tôi nghĩ là giải tán đi. Không lên được 12 đâu anh em ạ, chơi 11 thôi đủ rồi. 11 mạnh rồi mà, 11 con là đã hơn đối thủ một con ở trên bàn cờ. Đấy rồi. Thế chứ, Ron nó phải ra bài chứ, Ron không ra thì có nói làm gì. Được không? Năm rồng kẹp với cả Doom này. Không Doom được trúng con già tôi để xác định luôn. Mà nói chung là nếu mà có trúng thì cũng xác định thôi. Bởi vì là nó có cái áo giáp giải mà, nó có sợ đó. Nó có giáp giải Doom, Doom thoải mái luôn. Con già kiểu gì cũng bắn được trưởng. Giờ mà cứ thắng mỗi round như này là lết dần là cũng lên được 12 đấy. Tôi nghĩ là như thế. Trận đấu này bây giờ là còn 4 người. Mà cái thằng Assassin kết hợp với cả Fallen có vẻ còn khá là nhiều máu. Chắc là solo thằng ấy lết game à. Fallen với chơi 3 sao ạ. Vãi cứt. 9 xin. Thì xin được 3 sao khỏe phết đấy anh em ạ. Sau cái round 30 là gần như là cái con Fallen nó đã full đồ rồi. Có thể là hai món tím, hai món tím, hai món cam và một vài món xanh dương. Hai món tím, hai món cam là quá khỏe rồi. Thêm cái hai tia với cái Blink nữa. 6 slot. Ok, còn thằng này vô tư. À rồi. Lancer à? Thế thì cũng chưa chắc ăn được nó. Ăn rồi không? Doom đấm đau phết nhỉ? Doom đấm đau phết đấy. Rồi bây giờ con rồng là mới lên 2 này. Ngoài con Doom ra thì tôi còn có Squire nữa. Cũng là một con counter ở bộ đấy được. Đấy, khả năng solo với cái thằng Assassin Fallen 3 sao rồi. Nhưng mà anh em ơi, tôi chuẩn bị hết ở đây rồi. Có Doom ở đây thì vào phát là Doom ngay con Fallen luôn. Fallen không kịp hóa hình thì đồng đội chết. Bây giờ chắc là cũng chuyển dần sang 6 cá thôi. Và bây giờ cũng tính luôn đi xem là nếu mà đối thủ chuyển sang 6 cá chúng ta chơi cái gì. Ok. 6 cá fake. 6 cá fake bây giờ thực ra là nó cũng không mạnh lắm đâu. Nó không mạnh như ngày trước đâu. Xếp bài một chút xíu mà tỉnh táo mà coi như là lừa được đối thủ thì khả năng là vẫn có thể ăn được trong một round đẩy chết luôn. Đấy, nhưng mà phải lừa cho đến cái giai đoạn mà chảy máu ấy. Cả hai bên đều chảy máu chia đôi dần ấy. Rồi, thằng này đi rồi. Đỡ làm sao được. Ok.
Vậy là chúng ta đến một cái giai đoạn solo rồi đấy. Chết không? Một máu ăn nổi không? Cắt chuối được không? Tôi nghĩ là khó. TP3 tí tầm này là mạnh quá rồi ấy. Tầm này là nhiều đồ lắm rồi. Ơ kìa. Ôi điêu nhở. Thua chứ. Mất chuối chứ. Thế là vẫn ăn được à? Thôi là Witcher kẹp 9 xin mà lên 3 sao mà vẫn thua á. Hơi điêu nhỉ. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi cũng sẽ ăn được thằng đấy thôi. Nếu mà nó gặp tôi càng tốt. Cứ để cho nó mất máu đi. Mất được bao nhiêu máu càng hay bấy nhiêu. Đấy. Thêm bao nhiêu máu thì càng hay bấy nhiêu thôi. 64 máu. Đồ này chắc là tí nữa sẽ rèn một cái món đồ tím nữa. RO chẳng hạn. Chịu phép. Được. Quá ok. Hoặc là kẹp cọc. Kẹp cọc. Kẹp cọc thì chả có slot đâu. Kẹp cọc thì vứt Saman đi à. Vứt Doom. Không được. Doom vẫn phải có. Thế thì không có slot. Con Phantom Queen cũng là một con không thể thiếu được. Trượng bão. Ok. Lấy cái trượng bão thôi. Chả còn cái gì nữa. Lấy trượng bão tí nữa kết hợp với cả con Light Spirit là được. Được. Bán con gì đây? Ra linh hồn nửa này. Có chơi không? Chả còn slot mà chơi. Thay con Thunder. Linh hồn nửa vào chỉ thay con Thunder đó. Thôi, lao này mà thắng thì mua. Chắc là thắng thôi mà. Đấy, Doom vào ngay. Ăn đòn ngay. Có kịp hóa đâu. Có bất diệt thì cũng chết rồi. Không hóa được. Thấy nhá. Ngắn thì đâu. Bộ này chấp Fallen Witcher 9 xin luôn. Chấp cặp cá luôn. Thử cặp cá xem nhiều khống chế này. Không sợ đâu. Ôi ôi thằng kia nó một máu nó lật kèo kìa. Nó cắt được cả chuỗi của tôi ạ. Vậy là nó 3 lần cắt chuỗi hả? Khỏe đấy. Tôi cứ ngỡ tôi có thể ăn được chứ nhỉ. Điêu thật. Bây giờ hơn nhau cái xếp bài đây anh em ạ. Xếp bài ngon là ăn được đối thủ. Chơi bộ năm rồng này nó cũng là nghệ thuật xếp bài đấy. Một trong những cái line up mà cái việc xếp bài nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sức mạnh của đội hình. Bộ năm rồng này, cái vị trí cái con bài ấy. Ok bạn ơi. Thái Lancer 2 sao, nhưng mà tại sao nó lại có thể thắng được thằng Sin nhỉ? Tôi nghĩ là tôi không ăn được thằng này đâu. Tầm này chưa ăn được. À không, 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 không. Đang trừ giáp. 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 Hơn nhau ở cái xếp bài mà. Đang trừ giáp rồi. Ok. Tôi không hiểu tại sao cái thằng Assassin nó không ăn nổi. Lý do thì làm sao nhỉ? Rồi bây giờ đổi đồ cam. Ngon nhất là bây giờ đổi được đồ cam này. Rồi quá tuyệt vời. Phải có cái này thì mới giết được kết liễu được. Thằng này là vẫn đánh 9 xin nhỉ. Sao nó không chuyển sang 6 cá nhỉ. Chuyển sang 6 cá tôi test phát xem có ăn nổi không. Cướp con già á. Cướp già làm sao được. Cướp già bắn trưởng kịp làm sao được. Ê à. Rồi đồ cho Lancer rồi anh em ạ. Rút kinh nghiệm à. Rút kinh nghiệm cái round trước gặp tôi bị Doom nên là không làm gì được. Bây giờ dồn đồ cho Lancer cũng được ấy nhờ.
Và liệu rằng một cái con Lancer 1 sao là có chịu được cái con chú quỷ 2 sao này của tôi không? Đấy, sắp lên 2 sao rồi. Bây giờ cho chú quỷ vào thay cho Doom. Thực sự là cái bây giờ nó cũng không có chơi Fallen Witcher làm co nữa thì tôi lại bỏ Doom ra thôi. Doom này có mỗi cái tác dụng của Doom này con Fallen thôi mà. Bây giờ không chơi nữa thì bỏ. Nhưng mà không bỏ kiểu lồ lộ ra để nó nhìn thấy nha anh em nhá. Bỏ là phải bỏ dây cuối. Bỏ dây cuối để đối thủ không kịp là chuyển đồ. Cho thêm một cái con Shaman này vào này, có hack. Ok. Bạn sẽ không thể kịp xoay sở được. Đấy. Đấy. Rồi. Nhưng mà khả năng rau này vẫn không thể ăn được. Khó nhỉ. Ăn được, ăn được, ăn được. Không biết là đối thủ có kịp nhận ra cái điều gì không? Cái round trước ấy. Nếu mà không kịp nhận ra thì chúng ta vẫn có thể ăn. Ở đây có rất nhiều khống chế. Lancer 2 sao thì sao? Lancer 2 sao thì hơi ngại ấy. Thì chúng ta cũng phải cần có chú quỷ 2 sao. Hoặc là con Secret Lancer 2 sao để đấu với Lancer của đối thủ. Cho nó 9 xin đi. Chúng ta chơi 9m. 9m kẹp với Lancer đánh ở level 11 vẫn thừa. Thừa slot, đánh ở level 10 là đủ. Bộ ấy không cần phải lên 11. Vứt rồng đi, vứt rồng đi. Vứt mấy con linh tinh đi không. Chơi đúng con 9 con mét vào. Để xem là có dí nó đến chết không. À, tôi nghĩ là chả cần đâu. Đội hình này tôi thấy mạnh mà. Rất nhiều khống chế luôn đấy. Chỉ cần có những cái món đồ đam to kết liễu được là được không. Đây rồi, quá tuyệt vời. Rồi, thế là ổn rồi đấy. Cứ cái dây cuối thay con Doom ra thôi, cho đối thủ không đề phòng. Chứ còn nếu mà chúng ta để Doom ra luôn ấy, thì đối thủ chắc chắn là sẽ dồn đồ cho Fallen đấy. Phải tỉnh táo anh em ạ. Ra đúng cái dây cuối. Lừa đối thủ. Lần này chắc chắn là tôi sẽ lừa được thôi. Đối thủ không thấy có cái gọi là đề phòng gì cả luôn ấy. Con Lancer thì bây giờ chắc là ở đâu à? Chưa cho vào bàn cờ à? À đây rồi, Lancer đây rồi. Lộ rồi. Nhưng mà tôi sẽ cho cái con tư tế vào cái dây cuối. Ok. Ok. Ui giời. Ok. Ok. Ui giời, khống chế à. Cô lấy cái chờ vào phát chết luôn. Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Dồn đam, dồn đam, dồn đam. Ui dồn đam mạnh quá anh em ạ. Con rồng là có đồ rồi. Rồng tôi có đồ đam tay rồi. Quá khỏe. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em hãy chọn hai clip ở màn hình kết thúc anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.